Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp lại nhau trong chuyên mục Hôm nay có gì hot ngày 23 tháng 11 với những tin tức cực kỳ nóng hổi không thể bỏ qua. Theo số liệu từ Strategic Analytics, Apple đã thu về 8,5 tỷ đô la Mỹ lãi nhờ bán iPhone chỉ trong quý 3 năm 2016 và đạt 91% trong tổng lãi toàn ngành trong khoảng thời gian từ tháng 7 cho tới cuối tháng 9. Huawei, Vivo và Oppo là ba hãng tiếp theo kiếm được nhiều tiền nhất từ thị trường di động, nhưng so với Apple thì vẫn còn quá là nhỏ bé. Để cạnh tranh với đối thủ truyền kiếp thì có vẻ như Samsung sẽ tiếp tục tung ra màu mới cho flagship Galaxy S7 Edge của mình, và đó không ai khác chính là màu đang gây sốt thị trường gần đây, Jet Black. Thực tế, Galaxy S7 Edge cũng đã có một phiên bản màu đen khác là Black Onyx, nhưng khác với phiên bản này thì màu Jet Black sẽ được phủ một lớp sơn bóng thay vì vân mờ nhìn rất đẹp. Hy vọng Samsung sẽ sớm tung ra phiên bản này tại thị trường Việt Nam và cũng mong là nó không liễu yếu đảo tơ như đối thủ iPhone 7 Jet Black. Sau khi công bố việc hợp tác với Samsung để sản xuất bộ vi xử lý Snapdragon 835 thì mới đây, những thông tin đầu tiên của con quái vật mới đến từ Qualcomm đã lộ diện. Theo đó, Snapdragon 835 cũng sẽ chạy đua số nhân với 8 nhân dựa trên kiến trúc cải tiến của CPU Creo 200 với 4 nhân lớn và 4 nhân nhỏ, GPU Adreno 540. Bên cạnh đó thì Qualcomm cũng sẽ sớm giới thiệu cả chip tầm trung Snapdragon 660 với 4 nhân 2.2GHz và 4 nhân 1.9GHz và sử dụng GPU Adreno 512. Rất có thể chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng sức mạnh của con quái vật này đầu tiên trên mẫu flagship năm tới của Samsung, Galaxy S8. Vừa mới ra mắt HTC 10 Evo nằm ở phân khúc cao cấp thì hôm nay HTC lại tiếp tục giới thiệu thêm một thiết bị tầm trung, chính là DJI 650. HTC DJI 650 được thiết kế bằng nhựa polycarbonate với mặt lưng cực kỳ độc đáo, có phần nửa trên mịn và nửa dưới được trang trí bởi các đường sóng ngang. Các phần viền camera, loa hay nút bấm cũng được trang trí màu sắc rực rỡ trẻ trung. Thiết bị này sẽ trang bị màn hình 5 inch HD, RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB, camera 5MP và 13MP cùng công nghệ âm thanh boom sound quen thuộc. HTC DJI 650 sẽ được bán ra với mức giá khoảng 3,9 triệu đồng. Trên đây là những tin tức hot nhất trong ngày hôm nay. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong hôm nay có gì hot ngày mai nhé. Bye bye!